ngày 20 tháng 7, Tòa Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa ra xét xử. 6 bị cáo gồm Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, tuổi từ 24 đến 32 và Cao Thị Cúc, 62 tuổi, chủ căn hộ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Một người liên quan là Lê Thu Vân cũng bị khởi tố nhưng đã bỏ trốn nên khi bị bắt được, công an xử lý sau. Tại phiên tòa, các bị cáo đều không đồng tình với cáo trạng. Sau khi hội đồng xét xử trình chiếu các clip và hỏi nội dung có phải bị cáo Tùng Vân là người duyệt trước khi cho phát tán lên mạng không, thì bị cáo trả lời không biết, không duyệt. Bị cáo Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đều cho rằng bị oan vì hoàn toàn không nhận lời chỉ đạo gì của ông Vân để thực hiện các clip mà cáo trạng truy tố. Trong khi đó, bị cáo Trùng Dương cho rằng cáo trạng ghi sai vì mình không phải đồng phạm trong các vụ việc đăng YouTube và khẳng định không biết sự tồn tại của 5 clip mà cáo trạng đưa ra. Với bị cáo Nhị Nguyên, khi trả lời câu hỏi có xuất hiện trong clip xảy ra tại trụ sở công an huyện Đức Hòa không, bị cáo hỏi ngược lại tòa là bản thân cần biết nguồn gốc của clip và mục đích của clip là gì thì mới trả lời. Hôm nay ngày 21 tháng 7, phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.